Chiều tối ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chiếc xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai bất ngờ va chạm với xe khách đang di chuyển cùng chiều. Hai nạn nhân trên xe ô tô 5 chỗ được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ. Tuy nhiên, trong đó thì có một nạn nhân nữ đã tử vong do thương tích quá nặng. Vụ va chạm xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11 tháng 9 tại km 59+800 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách có 20 hành khách, rất may không có ai bị thương. Chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe. Hai nạn nhân, một nam một nữ trên ô tô này đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ. Nạn nhân nữ tên Nguyễn Thị Thu Thủy đã không qua khỏi tại bệnh viện. Lực lượng chức năng thông tin thêm đã kiểm tra nồng độ cồn với lái xe khách là ông Võ Hùng Hải, sinh năm 1960, thường trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Kết quả, ông Hải không sử dụng rượu bia khi lái xe. Đối với người lái xe ô tô 5 chỗ, hiện chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn do nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn làm ách tắc tạm thời cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đến 21 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe. Văn bản nêu rõ tình trạng xe quá tải đã giảm, nhưng còn một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm quy định về tải trọng xe. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng xe, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường các lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm, tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố về tiến độ triển khai một số dự án giao thông từ nay đến cuối năm. Theo đó, dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, Vành Đai 3 sẽ khánh thành vào dịp mùng 10 tháng 10. Cũng dịp này, thành phố dự kiến khởi công hai dự án hầm chui tại nút giao đường Vành Đai 2,5 với đường Giải Phóng. Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho đường sắt đô thị số 3. Ngoài ra, tháng 11, thành phố dự kiến khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai. Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam, giá dầu và giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí logistics, tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Do đó, cần ổn định giá xăng dầu để hạn chế những tác động bất lợi đến sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước. Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao điểm những tháng cuối năm, đại diện Hiệp hội Logistics Việt Nam đã có những kiến nghị cần hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý 2 năm 2023. Cụ thể, Hiệp hội này đề xuất trong thời gian tới cần tiếp tục bình ổn giá nhiên liệu trong nước thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.